À, mới khánh thành năm ngoái à bác? Sân vườn thì nó nhiều tiền hơn và mẫu cầu thang này anh đẹp quá nhỉ. Dạ. Và trẻ con các thứ là yên tâm. Mẫu cầu thang đẹp. Đây, phòng ăn rộng nhỉ. Nhà vệ sinh. Đây là cửa đi sang bên hông đấy bác nhỉ? À, sang nhà bên cạnh nhỉ? Đây là nhà vệ sinh nhỉ? Có, tầng 1 là có một phòng ngủ. Và dạ vâng. Con tham quan cái phòng ngủ này. Chắc khóa cửa đấy. Rồi. Nhà vệ sinh rộng rãi nhỉ. Không, không gian đều rộng rãi hết. Đây, cái mẫu cầu thang này thiết kế rất độc đáo này. À. Có trẻ con là yên tâm bà nhỉ. Trẻ con cháu nhỏ là yên tâm không? Này, cầu kỳ mẫu cầu thang này là tốn công lắm đấy. Đây, công năng sử dụng trên này là chia ra các phòng hết luôn. Phòng đầu tiên bên trên phòng khách này là phòng thờ. Phòng thờ xong đến một phòng ngủ nữa. Bên trên phòng ngủ tầng 1. Phòng này bên trên phòng ngủ tầng 1 đây. Hai phòng để cho hai con. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nhà này cũng bên trên vệ sinh tầng 1 đây bác nhỉ. Và thông nhau luôn. À. Bên này một phòng ngủ nữa. Bên này phòng ngủ của con gái á. Phòng này bên trên phòng ăn. Phòng con gái màu hồng đấy. Con gái màu hồng. À. Nó là loài từ nhỏ đã phải đây anh ạ. Vâng, đúng rồi. Bây giờ chúng nó đầy đủ điều kiện. Vâng. À, đây là cái sân phơi. Đấy là sảnh ở cái phòng để phơi giặt. Sân phơi và giặt đồ cái thứ. À, theo rộng rãi. À, như là cái tum ở trên nó ấy. Dạ. À. Công năng hợp lý. Vâng. Anh tham khảo có được. Quá hợp lý rồi ạ. À. Coi như là
không bị không gian, không bị chỗ nào bỏ không lãng phí cả. Các phòng đều là không gian quân sinh. Thế thôi, mình làm chủ yếu để sử dụng bạn, chứ để nó lãng phí quá thì cũng không 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 cần thiết. Mà này là quá hợp lý rồi. Phòng ăn, phòng khách rộng rãi thoáng như này. Và 90 m². Đúng rồi. Vâng. Nhà nọ đối nhà kia. Nhưng mà lại không thích ạ. Đúng rồi. Cũng làm từ năm 81 anh ạ. Dạ. Làm như thuốc, làm đường gói mát. Nhưng mà em không biết. 3, 4, 3 là mình đã làm. Từ khi xong rồi là đường gói nhưng mà mình làm cái trần. Nó đảm bảo ạ. Mùa nóng nóng này có sắn bây giờ nó cũng khó rồng lắm ạ.